À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả bác. Ngày hôm nay thì bên em sẽ lên cho bác hai cái mẫu dây nguồn là bán rất là chạy bên shop Huy Cường Audio nhá. Đó chính là dòng dây nguồn Furutech 3TS762 và dòng dây nguồn Via Blue của Đức. Hai sản phẩm này bán cực kỳ là nhiều rồi. Ngày hôm nay thì bên em lên giới thiệu sản phẩm cho tất cả bác, cho nó chi tiết hơn, tỉ mỉ hơn nhá. Đây thì trên tay em đang cầm đây chính là một sợi dây nguồn Furutech 3TS762. Dây này có nó đây, các bác có thể tham khảo với em này. Đây các bác nhìn chữ nó chạy trên đầu dây nha. Đó là dòng dây nguồn Furutech nha. Đấy, mã sản phẩm của nó đây. Đó, FP3TS762 này. Đấy, các bác nhìn chưa? Furutech copper, dây này thì khá là mềm dẻo. Và nó là một trong những dòng dây nguồn thuộc phân khúc tầm trung của hãng mà được tất cả các bác đánh giá chất lượng sản phẩm của nó cực kỳ là tốt. Và nó mang lại được cái dòng điện đầu vào cũng như cái chất âm cải thiện nó tương đối là hiệu quả nha. Dòng này thì nó sẽ sử dụng là những bộ đầu jack Carel đây. Đấy, các bác nhìn là đấy, Carel này, stereo của nó là đây. Nó sử dụng tất cả đều sử dụng là đầu jack Carel. Đấy, made in Ueda này. Chân jack của nó thì sử dụng là những bộ đầu jack đều được mạ những lớp vàng công nghiệp như này để cho tốc độ truyền tải âm thanh là một, cũng như là cái dòng điện đầu vào là hai. Nó sẽ cải thiện tốt hơn tiếng, các bác nghe nó có độ trong và nó sẽ sạch hơn tương đối là nhiều. Và khi các bác có thể lấy những sợi dây nguồn như này, các bác có thể làm cho những dòng dây nguồn như này, khi các bác lấy về các bác có thể sử dụng cho những con nguồn tổng một, các bác cũng có thể sử dụng cho những con bao con rè nhà các bác, nó cực kỳ là tốt. Và nó chỉ là một trong những dòng dây thuộc phân khúc gọi là tầm trung thôi. Giá một sợi như này dài 1,5m như này đây. Cái mức giá của nó ra chỉ có dao động cho tất cả các bác mức giá là 1.300.000. Bác nào thích lấy 1,5m này, 2m thì bên em cũng có nha. 2m thì giá nó sẽ mắc hơn một chút xíu. Đấy, bác nào nó có nhu cầu thì có thể alo cho em. Đấy. Rồi, kế đến thì đây chính là cái sợi dây nguồn Via Blue của Đức. Các bác nhìn nào. Đấy, đây chính là một sợi dây nguồn Via Blue của Đức. Các bác nhìn nào. Đó, các bác nhìn chưa? Dây thì nguyên bản dài 1,5m và hiện tại là chỉ có một sợi dài 2m nha. Ngày hôm nay chỉ về được một sợi duy nhất là dài 2m thôi. Còn lại là tất cả đều dài 1,5m và dây thì còn rất là đẹp. Các bác nhìn cái đầu jack của nó này. Đây, đầu jack của nó này, các bác nhìn chưa? Via Blue Wire Up Audio này. Đấy. Chân jack của nó này. Đấy, hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn rất đẹp nha, các bác nhìn nào. Đấy, hàng ngoài gọi là hàng siêu lướt ở bên nước ngoài về. Đấy, chân jack của nó thì tất cả đều là những dòng chân jack thuộc hàng top rồi. Đấy, các bác nhìn nào, thân dây của nó thì bên ngoài nó sẽ bọc một lớp lưới như thế này, rất là đẹp, các bác nhìn nào. Đấy, một sợi dây như thế này dài 1,5m. Đấy, thì giá của nó bên em đang bán cho các bác cứ giá cực kỳ là tốt nha. Cái đợt này em về thì giá nó rẻ hơn được 200.000 so với đợt trước. Đấy, như đợt trước là 3.8 triệu, 3.9 triệu thì do tùy. Còn đợt này em về ấy, nó chỉ còn 3.600.000 một sợi thôi, mà bên em đã bao gồm với phí ship cho tất cả bác rồi. Thì những cái dòng dây nguồn thì tất cả các sản phẩm bên em về ấy, thì nó sẽ về em bán theo, nó sẽ tùy theo đợt. Có đợt là về giá cao thì bắt buộc bên em phải bán giá cao. Đợt là bên em về giá tốt hơn một chút thì bên em sẽ giảm giá cho tất cả các bác. Nên là bác nào đang có nhu cầu cải thiện tốt cái dòng điện đầu vào là một. Cái hai nữa là muốn chất âm tốt hơn, điện nó vào nó sạch hơn, nó ổn định hơn, nâng cấp những sợi dây nguồn đang đi theo máy nhà các bác, thì các bác có thể tham khảo những sợi dây nguồn như thế này, rất là chất lượng nha, mà hiệu quả âm thanh nó mang lại nó cũng rất là tốt. Bản thân em thì cũng đã test khá là nhiều dàn âm thanh rồi, cho những dòng dây nguồn Via Blue như thế này, thì cái chất âm nó mang lại nó rất là hiệu quả, mà tiếng nó ra rất là hay, độ chi tiết tốt này, trung âm lo ra nó tiếng nó tách bạch này, nó rất là gọn gàng. Đấy, các bác nghe cái tiếng ca sĩ khi các bác thay những sợi dây nguồn này vào, cái điện nó sẽ sạch hơn tương đối cho tất cả các bác nha. Rồi thì ngày hôm nay thì bên em về được những cái dòng sản phẩm của dòng dây nguồn Via Blue, dây nguồn Furutech, thì bên em cũng tranh thủ đến giới thiệu cho tất cả các bác. Bác nào đang có nhu cầu đấy, các bác có thể alo cho em Huy Cường đấy, qua số điện thoại 0775 264 888. Đấy, thì ví dụ như đây, bác là lấy 2m thì cái dòng dây nguồn này. Đấy, ví dụ như thế tay em đang cầm đây chính là sợi dây nguồn 2m này, Furutech này, các bác nhìn ra. Đấy, rất là chất lượng nha. Sợi này thì hiện tại là bên em
về được khá là nhiều. Cái điên cái dòng này thì bên em về khá là nhiều, sợi 2 mét cả 2 mét rưỡi 3 mét cũng có cơ. Về khá là nhiều đó. Bởi vì nó là một trong những dòng dây nguồn tầm trung, với một mức giá nó chỉ có 1.300.000 một sợi. Các bác về các bác cắm rút, nó cải thiện rõ rệt cho tất cả bác nha. Riêng dòng dây nguồn nó là một trong phụ kiện rất là quan trọng cho một cái hệ thống âm thanh, nên là các bác đừng có chủ quan nha. Nhiều các bác, rất là nhiều bác nghĩ là sợi dây nguồn này thực ra nó không có quan trọng, bởi vì hãng người ta sản xuất ra cái dây nguồn đi theo máy là đã đủ xài rồi. Nhưng trong thực tế là khi các bác sử dụng dây nguồn đi theo máy, nó chỉ có một chức năng duy nhất là cung cấp cái dòng điện đầu vào cho tất cả bác thôi. Tại vì sao mà các hãng nổi tiếng người ta đều sử dụng những sợi dây nguồn sản xuất những sợi dây nguồn 5-70 triệu hay là vài trăm triệu nó cũng có. Đấy là nó một trong những cái các bác cần lưu ý cho một cái hệ thống âm thanh nhà các bác. Rồi thì sau cùng em cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp. Các bác nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những cái video clip thường xuyên hơn bên em Huy Cường Audio nhé. Em xin chân thành cảm ơn.